Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Anh em đón Tết có vui không ạ? Ngày hôm nay thì chúng tôi đã quay trở lại ở một vị trí mới. Ở vị trí này đó chính là vị trí của Hà Nội Showroom tại 69 Quang Trung, Hà Nội. Đấy, và ở đây thì chúng tôi có một điểm rất là đặc biệt, đó chính là chúng tôi có một nhân tố bí ẩn mới, đó chính là anh chàng bartender, nghệ sĩ bartender Trịnh An Thái ở đây. Ở đây thì chúng tôi sẽ ở đây thì chúng tôi với mỗi một khách hàng đến đeo đồng hồ thì chúng tôi sẽ chế tác ra một ly cocktail phù hợp với cảm hứng từ chiếc đồng hồ mà khách hàng đang đeo. Và Thái ơi, hôm nay anh có một chiếc AP, anh mới về thì Thái có thể pha cho anh một ly AP như thế này được không? Được. Đây. Tuyệt vời. Ok. Đây. Hôm nay thì tôi có một chiếc AP. Thôi chúng ta hãy đợi anh Thái, bạn Thái tạo ra một ly cocktail đã, xong rồi chúng ta sẽ đánh giá qua cái chiếc đồng hồ này nhá. Ok, thế Thái có thể giải thích cho anh và mọi người ở đây tại sao mà em lại lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ AP Rolex Offshore này và em tạo ra ly cocktail này được không? Chiếc AP này rất thích hợp cho việc đi biển và việc lặn. Nên là khi mà anh đã uống một ly cocktail này, em đã liên tưởng đến ngay là biển rồi. Và anh chỉ cần hấp một hụm thôi là anh sẽ muốn nhảy xuống biển ngay vì rất là say nóng. À, đó anh em ạ. Đấy, thì đây chính là cái điểm đặc biệt và khác biệt của Gia Bảo 69 Quang Trung, Gia Bảo Hà Nội với những cái cơ sở khác trong hệ thống của chúng tôi. Đó, và sau đây thì chúng ta hãy cùng khám phá chiếc đồng hồ AP Rolex Offshore đang trên tay tôi đây có những điểm gì đặc biệt mọi người nhé. Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Nào, sau đây thì thử ly cocktail mà em Thái lấy cảm hứng từ chiếc offshore này. Chúc mừng năm mới anh em nhé. Ây à, rực người luôn đấy, muốn đi biển luôn rồi đấy anh em ạ. Thôi, không làm man nữa, chúng ta cùng đánh giá chiếc đồng hồ AP Rolex Offshore mà tôi đang có ở đây nhá. Đầu tiên ấy, thì chiếc đồng hồ này như anh em đang thấy, hộp của nó đây vẫn là màu vỏ truyền thống, hộp truyền thống, vỏ gỗ, hộp gỗ, sơn mài màu xanh rêu đậm, rất là sang trọng. Chiếc hộp này thì nó cũng khác hơn một chút so với hộp AP thông thường, là nó có một cái ngăn bên cạnh này để đựng cái dây. Chúng ta sẽ có thêm một cái dây vàng nữa, tôi sẽ để sang bên này. Một lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu cái đồng hồ này, nó cũng khá là thú vị. Đó, thì cái hộp này nó cũng khác một chút so với hộp thông thường, AP thông thường. Và ở dưới chúng ta sẽ có một bộ hộp thẻ, một bộ thẻ với sổ. Bây giờ AP làm rất là tinh gọn. Chắc là anh em nếu mà follow kênh thì cũng đã thấy được là AP hiện tại bây giờ sử dụng cái thẻ này thay cho sổ rất là dày như ngày xưa. Cái thẻ này ấy, thì chúng ta sẽ có thể là nâng cái thời gian bảo hành lên 5 năm. Nâng thời gian bảo hành lên 5 năm là chúng ta chỉ quét QR thôi là chúng ta biết được cái đồng hồ này mua lúc nào, kích hoạt lúc nào, rất là hiện đại. Đấy, AP là một trong số những thương hiệu mà tôi thấy là đánh giá rất cao, chuyển đổi cái sổ nó sang 4.0, nó thông minh và hiện đại như thế này. Ok, thế thì tôi sẽ để hộp nó ra riêng nhé. Để hộp và mấy cái phụ kiện ra riêng. Đấy, sau đây thì chúng ta cũng đánh giá chiếc AP Offshore này một chút. Thì chiếc đồng hồ này ấy, nó là Offshore, mặc dù là nó có chữ Rolex thôi, nhưng mà nó theo như tôi biết ấy, thì là ngài Gerard Genta không thích cái thiết kế này. Và ông cũng như là rất là nhiều người đam mê Rolex ấy thì không thích offshore bởi vì cái dáng của nó hoàn toàn phá đi tất cả những cái nét đẹp nhất của Rolex. Đó, thực sự là offshore thành công bởi vì là đánh giá được offshore đánh vào tệp khách hàng mà không cần tìm hiểu quá nhiều về lịch sử của
Rolex, hay là chỉ xác định là đeo một cái đồng hồ nhìn trông nó hầm hố đẹp đẹp đến từ thương hiệu top, thương hiệu thuộc Tam Thánh thôi, chứ nó không có quá nhiều cái tính chất lịch sử. Bởi vì chiếc đồng hồ này, lịch sử bộ sưu tập này cũng chỉ khoảng tầm 30 năm thôi đó. Và chiếc đồng hồ trên tay tôi ấy, thì nó là một phiên bản là thuộc Diver, tức là đồng hồ lặn. Chiếc đồng hồ này thì lặn được 300m, tương đương một chiếc Submariner. Chiếc đồng hồ này thì có cái đường kính là 42mm, được hoàn thiện khá là đẹp, trải xước ở phần vành bezel, với chúng ta có thể thấy được là những cái ốc vít này, đây chính là cái điểm mà nó khá giống với Rolex, đó chính là cái vành bezel với những cái đinh vít được xếp thành hình vòng tròn đó. Phần thân này thì cũng được hoàn thiện là trải xước. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy được so với một chiếc Rolex thì offshore nó khỏe khoắn hơn, nó mạnh mẽ hơn, và chúng ta sẽ thấy được là chiếc đồng hồ này có thể là sẽ đeo phù hợp trong những cái dịp mà chúng ta đi biển hay là đi picnic cắm trại, chứ nó không phù hợp như là offshore có thể mặc với tất cả những cái đồ, mặc với tất cả đồ có thể là suit này, đồ lịch sự hay là đồ thể thao đều phù hợp. Thì chiếc đồng hồ này tôi recommend là phù hợp nhiều hơn khi chúng ta mặc với đồ thể thao khỏe khoắn đi chơi thôi, chứ mặc với suit thì nó hơi bị kịch cỡ, nó không phù hợp lắm, quan điểm cá nhân. Chiếc đồng hồ này thì được làm từ thép không gỉ đấy, hoàn thiện thì như tôi nói đấy, là đa phần là trải xước. Cái nút nếu như anh em mà chơi đồng hồ diver ấy, chơi đồng hồ lặn thì chúng ta có thể thấy được những tượng đài, ví dụ như là Submariner, đúng không ạ? Submariner thì chúng ta sẽ thấy được là cái vành bezel, cái vòng vành vòng đo thời gian lặn ấy, thì chúng ta sẽ vặn ở đây. Nhưng với một chiếc AP offshore thì nó không làm như vậy, và chúng ta sẽ sử dụng cái nút ở góc cái góc 10 giờ này để chúng ta vặn ra, và chúng ta vặn ở vòng ở phía bên trong. Tuy nhiên là có một cái điểm lưu ý mà tôi khuyên anh em, đấy chính là chúng ta không nên vặn nhiều cái này, bởi vì nếu chúng ta vặn nhiều cái nút vặn góc 10 giờ này, rất có thể, nên tôi nói rất có thể, bởi vì là tôi đã xử lý rất là nhiều trường hợp rồi, là cái nút này nó bị bật ra nếu chúng ta vặn không đúng cách, hay là chúng ta vặn quá nhiều, vặn như kiểu là để nghịch ấy, thì cái nút này nó sẽ dễ dàng nó bị bung ra. Và một điểm nữa, mặc dù đây nó là thế hệ đời mới, tuy nhiên là hai cái nút này nó được làm từ silicone cứng, silicone, chứ nó không phải là gốm. Thế nên là nếu như chúng ta dùng thì chúng ta cũng hạn chế sử dụng cái móng tay, chúng ta ấn vào cái nút này đó. Còn lại thì chỉnh giờ hay là chỉnh ngày thì nó giống như một chiếc offshore thông thường, một chiếc đồng hồ ba kim thông thường đấy. Rút ra một nấc thì chúng ta có thể chỉnh ngày, hai nấc là chúng ta chỉnh giờ phút đó. Một chiếc đồng hồ rất là cơ bản. Chiếc đồng hồ này thì có một cái cỗ máy phổ thông mà tôi đánh giá rất là cao từ AP, đó chính là cái cỗ máy 3120 với cái rotor rất là đẹp, có da huy của thương hiệu, được làm từ vàng đó, rất là đẹp. Nói chung là cái cỗ máy của chiếc đồng hồ này thì đáp ứng được những cái tiêu chí, ví dụ như là hoạt động ổn định, thời lượng cót khá là ok, ở khoảng mức 60 tiếng đó. Sai lệch, sai số thì cũng tương đối, hoặc như tôi sử dụng thời gian trước đây thì nó khoảng tầm 3 đến 4 giây với những chiếc đồng hồ mới, còn nếu mà lâu hơn khoảng tầm 3-4 năm ấy, thì nó khoảng tầm 6-7 giây một ngày, kiểu như vậy đó. Độ hoàn thiện finish thì đương nhiên rồi, AP mà làm rất là đẹp đấy, không, chúng ta không có điểm gì, chúng ta không có điểm gì chê trách với độ hoàn thiện của cỗ máy của AP đó. Sau đây thì có thể là chúng ta sẽ gấm lên tay. Đây, cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn, cổ tay dạng tròn có chu vi khoảng 17 đấy. Thì như anh em đang thấy một chiếc AP 42 nó hơi to với cổ tay của tôi, nó hơi to một chút. Thì theo tôi là với những anh em có cổ tay khoảng tầm 17 năm trở lên thì đeo chiếc AP 42 này rất là đẹp đó. Phải nói là cái dáng AP trước đây thì tôi review khá nhiều AP offshore rồi, tuy nhiên là cái chiếc đồng hồ này, tại sao tôi muốn nói với anh em, thứ nhất là bởi vì chiếc đồng hồ này nó có cái mặt số nó là xanh và vàng, và chúng ta có hai bộ dây, chúng ta sẽ có ba cách để phối màu dây rất là hay, đấy chính là chúng ta để nguyên xanh, để nguyên vàng, và một cách nữa mà tôi đã nghĩ ra từ rất là lâu rồi, đó chính là đeo mỗi một nửa, một nửa là xanh, một nửa là vàng, đeo rất là hay. Nó phù hợp với cả, tức là nó sẽ mix cái mặt số này với cả cái mặt, với cả các cái điểm nhấn, tức là một nửa xanh, một nửa vàng, đeo rất là hay. Thực sự là chiếc đồng hồ này thì tôi chưa muốn bóc cái bộ dây này ra và để thay, nhưng các bạn hãy tin tôi một điều là nếu như chúng ta đeo nửa này nửa kia ấy, thì
ra ngoài ai cũng sẽ phải trần trồ, bởi vì hai cái màu này, một màu là màu trung tính, một màu thì là màu sáng, một màu rực rỡ. Thế nên là khi đi với nhau nó rất là bắt mắt đó. Và giá của chiếc đồng hồ này thì so với cái mức giá mà Rolex bị đổi, bị thổi lên rất là nhiều. Hiện nay thì có rất là nhiều model Rolex ấy, nó bị thổi lên gần gấp đôi hoặc là gấp đôi, ví dụ như là Jumbo hay là những cái model khác đều đã tăng giá rất là cao trên thị trường. Thì với một chiếc Rolex Offshore đeo chơi được thì cái mức giá chênh lệch nó không đáng bao nhiêu ở trên thị trường, thì tôi nghĩ là có thể là phù hợp với anh em đeo chơi mà không quan tâm quá nhiều đến lịch sử của bộ sưu tập. Thì Rolex Offshore này thì có mức giá hiện tại ở ngoài thị trường nó khoảng tầm 26.000, chênh một chút khoảng 5-7% so với giá retail thôi đó, thì tôi nghĩ là nó phù hợp đó. Còn đây là một trong số những chiếc đồng hồ mà tôi nghĩ là có bài trí về mặt số kim ấn tượng đó. Đấy là quan điểm của tôi, cá nhân của tôi. Còn anh em có suy nghĩ như thế nào về chiếc đồng hồ này thì chúng ta hãy cùng comment ở phía dưới video anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.